Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn phần video phần kết của hướng dẫn con trâu nha các bạn nhé. Phần hôm trước thì chúng ta đã làm thì nó còn mỗi phần chân thôi. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần chân này. Đây. Nó hơi bị mềm thì các bạn phải cán lấy vào, xỏ nhiều ấy vào, xỏ nhiều dây vô. Đầu dây của chúng ta đang ở vị trí này và chúng ta sẽ làm phần chân. Chân ở đây mình có lưu ý cho các bạn này. Chân đây là mình làm hơi bị dài đúng không? Thì nữa mình sẽ chỉnh làm 2 đoạn thôi. Ở đây là 4 lần vòng 4 đúng không? Thì nữa mình chỉ làm 3 lần vòng 4 là 1, 2, 3 lần vòng 4 thôi. Đó. Ở đây cái hạt ở phía dưới đây các bạn có thể làm màu đen cũng được, hoặc các bạn có thể làm màu xanh cho mình nhá. Làm cùng một màu, làm cùng với cái màu như thế này cũng được này, không nhất thiết phải màu đen nha các bạn, nếu mà không có màu đen nhá. Đó. Chúng ta sẽ làm 4 cái chân nữa để kết thúc cái phần con trâu nha các bạn nhá. Đây, hôm trước con trâu của chúng ta đã được vị trí như thế này. Các bạn lại xỏ kim vào dây rồi sau đó chúng ta sẽ lại thực hiện tiếp 4 cái chân thì nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Đây, giờ các bạn xỏ vị trí xuống dưới này cho mình. Bốn cái chân của con trâu thì nó đây, nó ở vị trí ở những cái ria ngoài đây nhá các bạn nhá. 1 2 này 1 2 này. Đó, nó đứng ở những cái vị trí ở ria ngoài. Đó, các bạn sang trái một hộp này. Nó nguyên là những vòng 4 thôi, rất là dễ và đơn giản các bạn ạ. Các bạn lấy cho mình 3 hộp màu trắng nhé. Các bạn bắt chéo để tạo thành một vòng 4 cho mình. Qua tiếp một chân. Các bạn lấy tiếp cho mình 2 hộp nhé. Đây, hộp trắng. Các bạn bắt chéo tạo thành vòng 4 cho mình. Qua tiếp một chân. Các bạn lấy tiếp cho mình 2 hộp này. Các bạn bắt chéo để tạo thành vòng 4 nhé. Các bạn lên một chân ở trên này. Các bạn lấy một hộp cho mình. Bắt chéo để tạo thành vòng 4. Chúng ta được lượt thứ nhất. Lượt thứ hai cũng làm tương tự như thế vậy. Các bạn nhé. Cũng lấy 3 hộp trắng. Bắt chéo tạo thành một vòng 4. Sang trái một hộp. Cũng lại lấy 2 hộp cho mình nhé. Một hạt cho mình. Rồi.
được hai lượt trắng. Giờ mình sẽ làm lượt sang trái thêm một hạt này. Sang trái một hạt nhá. Các bạn lấy cho mình một trắng và một xanh và một trắng nhá. Ba hạt. Hạt chéo. Hạt bốn. Lại lấy một trắng và một xanh các bạn ạ. Các bạn nếu làm muốn làm chân của trâu nó dài hơn một chút thì các bạn thêm một vòng bốn màu trắng nữa cho mình nhé. Một trắng, một xanh. Xanh luôn. Giờ vòng 4 hạt xanh lại với chân này. Các bạn vòng hết 4 hạt xanh nhé. Rồi, giờ chúng ta sẽ xuyên về vị trí ở dưới này để chúng ta làm tiếp cái phần chân tiếp theo nhé. Nhanh một tí mà lại đúng dây rồi. Không biết nó giống dây cái kiểu gì đây. Quá nhỉ. Lên trên này cho mình một hạt. Chúng ta làm tương tự nhé. Cái phần chân đầu tiên thì mình làm nhanh, làm chậm. Bây giờ thì mình sẽ làm hơi nhanh một chút. Nó rất là dễ, cái phần chân là cái phần dễ nhất. Nó nguyên là những cái vòng 4 thôi các bạn ạ.
bằng hết tất cả 4 hạt nhé các bạn nhé. Rồi giờ các bạn sẽ luồn dây xuống phía dưới các bạn ạ. Luồn xuống phía dưới để chúng ta làm tiếp phần chân tiếp theo các bạn ạ. Các bạn luồn xuống phía dưới cho mình nhé. Đây, luồn xuống phía dưới, ở phía phần bụng thì chúng ta có thể luồn như thế này được. Đây, đây là hai cái vòng 4 để chúng ta làm phần chân sau nha các bạn nhé. Vòng 4 các bạn đếm này, 1 này, từ cái vị trí chân 1 này, 2, 3, 4, 5 này. Đến vòng 4 thứ 5 thì chúng ta sẽ thực hiện cái chân tiếp theo nha các bạn nhé. Vòng 4 thứ 5 nhé. Rồi cũng là làm tương tự, các bạn lấy tiếp cho mình 3 hạt màu trắng này. Bắt chéo để tạo vòng 4 nhé. Qua tiếp một chân cho mình này. Tiếp tục lấy cho mình tiếp 2 hạt. 2 hạt. Các bạn lại bắt chéo tạo thành vòng 4 nhé. Nó hơi chặt một tí thì chúng ta sử dụng kìm mỏ vịt chúng ta kéo nó qua. Hai hộp tiếp, bắt chéo tạo thành vòng 4. Lên hạt này. Lấy một hạt. Bắt chéo tạo vòng 4. Một hạt. Được chưa? Một hạt, một xanh và một trắng. Bắt chéo và tiếp lại cũng một trắng và một xanh nhá, một trắng một xanh, bắt chéo để tạo vòng 4. Tiếp tục này, một trắng và một xanh, bắt chéo tạo vòng 4. Lên trên đây một hạt cho mình nhá, các bạn lấy một hộp xanh thôi. Rồi chúng ta đã được cái chân thứ 3. Giờ giấu dây đi, vòng xung quanh hết 4 hạt xanh. Rồi sau đó giấu dây cho mình nhé. Ở đây dây hơi bị ngắn rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái nút thắt. Nút thắt như
nút thắt này. Đó, đây là gọi là nút thắt. Rồi sau đó mình giấu dây đi. Cái chân phía cuối cùng này, chân cuối cùng thì chúng ta lại thấy thêm cho mình một đoạn cước nữa nhá, trong khoảng tầm nửa mét thôi, để chúng ta làm phần đuôi luôn mà. Đây, chúng ta sẽ xòe từ ở dưới này lên nhé, à, từ ở cái vị trí ngoài này để tí nữa chúng ta làm đuôi luôn. Lấy tiếp cho mình 3 hộp trắng. Cứ lấy 3 hộp trắng cho mình nhá. Vòng thứ hai thì lấy 2 hộp trắng thôi. Làm tương tự 3 cái chân rồi, 3 cái chân nữa thôi. Theo dõi rồi thì giờ các bạn có thể làm được, các bạn không cần xem hướng dẫn các bạn cũng có thể làm được luôn rồi các bạn ạ. Một hai, lên trên một hàng tiếp này. Các bạn lại lấy tiếp 3 hạt nhé. Vòng đầu tiên bao giờ chúng ta cũng lấy 3 hạt. Rồi các vòng sau thì chúng ta chỉ lấy 2 hạt thôi. Sang một chân, các bạn lấy một trắng và một xanh và một trắng nữa nhé, và 3 hạt bắt chéo tạo 4. Tiếp theo này, tạo 4 này, và tiếp này, thành tạo 4 này. Rồi vòng cuối cùng này, đây một hạt này, cũng lại đấy một xanh để tạo 4. Kết thúc cái chân nhá, kết thúc phần chân này. Xuyên qua 4 hạt xanh này. Rồi các bạn đi giấu dây dùm mình ạ. Giấu dây bằng xỏ dây vào những cái vị trí hạt chúng ta đã làm rồi. Đó, cắt. Rồi giờ chúng ta sẽ làm phần đuôi nhá. Phần đuôi các bạn nhìn thấy có một cái hạt xanh đấy không? Đây, phần đuôi cái hạt xanh này này, các bạn xỏ qua cái hạt xanh đây. Các bạn lấy cho mình nguyên các hạt xanh nhá. Cái đuôi thì các bạn tùy các bạn phối màu nhá, không cần nhất thiết phải làm theo giống mình đâu. Các bạn lấy cho mình 5 hạt màu xanh đi. Rồi, các bạn bỏ ra một hạt.
các bạn luồn vào 3 hạt cho mình, bỏ ra 1 hạt nhé. Các bạn lại thêm 1 hạt xanh nữa, thêm 1 hạt xanh nữa, bắt chéo ngược lại này. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái phần đuôi của con trâu. Còn tùy các bạn có thể làm con đuôi, cái đuôi kiểu khác cũng được. Rồi giờ các bạn xuyên dây hết vào những cái phần mình này để giấu dây đi là một này. Với phần thứ hai là để làm cho cứng sản phẩm. Nếu mà các bạn có nhiều dây ấy, thì các bạn xỏ hết cho mình nhá, để cho sản phẩm của chúng ta nó được cứng cáp hơn. Ở đây thì mình trên phần hướng dẫn thì mình chỉ có hướng dẫn giấu dây cho các bạn đi thôi. Còn nhiệm vụ của các bạn là xỏ hết dây làm sao cho nó cứng cáp cái sản phẩm của mình. Nhưng sản phẩm của chúng ta nó vẫn còn rất là mềm, thì chúng ta cần phải có cái độ kéo dây ấy. Với lại xỏ diều dây vô vào những cái hạt này này thì nó sẽ làm cứng cáp sản phẩm của mình hơn. Mình tạm thời hướng dẫn vậy thôi nhé. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong video hướng dẫn con trâu bằng hạt cườm nhé các bạn nhé. Đó, con trâu này thì mình làm lùn hơn, nhìn nó dễ thương hơn. Còn con trâu này thì mình lại làm cao hơn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ạ.